các cái đèn tín ngoài các kỳ những xe Honda Wave 3. Xe này còn khá là liền lạc sạch sẽ nha các bạn. Honda Wave 3 thì xe này cực kỳ bền rồi. Các bạn biết là cái dòng này là cái dòng đi một dạng là nồi đồng khối đá, chạy rất là ngon, rất là bền. Máy móc thì nói chung là cái xe này thì máy móc thì người ta có làm rồi nha các bạn, máy móc làm rồi nhưng mà xe còn liền lạc sạch sẽ. Em này mang biển số là 54F2-8894. Yeah.